Đây, em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em thực lên cho em một clip gồm 17 cần câu nha anh em. 17 cây này là 17 cây cần câu chia cho anh em câu ghe bè đánh cảm giác. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip lên đó thì anh em gửi về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất như là hình thảo. Cái thứ nhất là một cây cần của Water. Cần này chắc của China xuất nhật nha anh em. Phen thì là phen thường, phen sứ thường. Cần ngoại hình còn khá là ok. Cái này dài 1m8, chất liệu là chất liệu carbon. Đây, cần của Gomez, mã có đầy đủ nha anh em. Hàng xuất nhật, bát thường luôn. Thì chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 5-15, từ 5 đến 15 nha anh em. Độ khá dẻo, đọt quán là đọt thấp nha anh em. Cây này chuyện cho anh em câu cháp, câu hành, câu tôm, câu nông rất cảm giác luôn, đánh mè dinh. Cây này thì dài 1m8, nặng 120g, đọt là 1 ly, cứng là tầm khoảng 5-10, giá là 300k nha anh em. Cây số 1 300k, cần còn khá đẹp, cá bóng này nè. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của Glitter, của Gromit nha anh em, cây Gromit. Gromit. Cây này dài 2m1 nha mọi người. Đọt vẫn là đọt tháp, phen là vẫn là phen thường nha anh em. Đọt tháp, phen thường. Thì bát thường luôn, cây này là chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Cây này thì ngoại hình còn khá là ok. Đa số cần này thì em lấy từ Nhật về. Dạng đến cảm giác này thuần là đọc tháp nha anh em. Cái này dài 2m1, cứng tầm khoảng 10-15. Cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, nặng 140g, đọc là 1 ly mốt. Cái này cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em, đọc khá dịu. Cái giá công khai cũng là 300k nha, chia anh em câu hành cháp nâu, câu tôm. Dạng này đánh tôm rất là ok nha, rất cảm giác luôn, đọt cực kỳ nhạy. Đánh tôm, câu mè dinh, câu cá mè. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần cán 3 khúc. Cây này thì được bao cái màng co lại nha anh em. Màng co bao lại nè. Nói chung thì hàng bên kia về sao thì em để vậy. Cây này được cái là bass, là bass Fuji. Cái này của Tika nha anh em, cái này cần của Tika. Đây, mã có xuất nhật đầy đủ nha. Cái này của Tika, cái này cứng 50 và 2m4 nha anh em, cứng 50 và 2m4. Phen sử dụng là phen thường. Phen là phen thường, ngoại hình cũng còn khá là ok. Được bao nàng bo lại. Bass là bass Fuji nha, bass Fuji. Cán này cán 3 khúc, cán được cao. Ngoại hình cũng ok. Chọt vô đây. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Cây này thì đọt là 2 ly 2, nặng 250g, giá công khai là 400k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của ai em cũng không đọc được luôn, của hàng Moren nhìn nè. Cây này thì chất liệu vẫn là carbon, hay carbon. Cây này cứng 30 và 2m1. Cây này được cái là phen, là phen Fuji nha anh em, phen Fuji. Nguyên bộ phen là phen Fuji hết luôn. Cây này cái gì xuất nhật này không biết, ngoại hình cũng còn khá là ok, sáng bóng. Cán là cán mút, bát là bát Fuji. Chất liệu là vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Cứng 30, cứng 30, chia cho anh em câu cháp, hành, câu mè, câu tôm. Đánh cá trà cũng được. Câu trên bè, cây này nặng 170g, đọt 2 ly 3, cứng 30. Giá công khai là 400k nha anh em, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5, 6, 7. 5, 6, 7 thì sẽ là 3 cây giống nhau. 3 cây giống nhau hết luôn.
cây số 5 nha mọi người, cây số 5 chất liệu là kiểu carbon, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, phen Fuji, phen Fuji luôn, tất cả còn ok, mới mẻ. Cái này thì anh em câu cá nâu cháp hành nè, đánh cảm giác, câu trên bè trên ghe rất là cảm giác nha anh em. Cái này thì cứng mừ, cứng mừ dài hay dài 1m8 đó, hàng Wilsey, cái này của China xuất nhập nha mọi người, chất liệu carbon thì cũng còn khá là mới, xíu chắc ít thôi, đọc vẫn là đọc tháp, cứng mừ thôi, cứng mừ thì anh em đánh cảm giác khỏi nói. Đó, câu hành cháp nâu, câu cá mè, câu tôm. Cây này thì nặng 108g, đọt 2 ly, đọt 1 ly 2. Đó, giá công khai là 500k. Cây số 5, 500k. Đó. Hàng khá ok nha mọi người. Dạng đánh cảm giác khỏi bàn. Cây số 6 cũng vậy. Cây số 6 cũng là một cây PVC. Đó. Cứng mờ, dài 1m8. Ngoại hình thì cũng như nhau thôi. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đọt là đọt tháp. Phen bát PVC đầy đủ. Đó. Phen Fuji nha mọi người, bát Fuji, chất liệu carbon, carbon sáng chìm luôn nè, sơn kim tuyến nha, dạng này đánh cảm giác thì khó bàn. Rất là ok nha. Rồi, cây số 6 bán 500k, cây số 7 cũng vậy. Này còn khá ok nha mọi người. Đọc nó đây đó. Rồi, cái số 7 cũng 500k nha mọi người. Đi nhanh. Rồi, tiếp theo sẽ là cái số 8. Cái số 8 là một cây cần của Alpha Taco. Cái số 8 là một cây cần của Shimano nha mọi người. Đó, cây số 8 là một cây cần của Shimano. Hàng thì còn khá là ok, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Soi cho anh em sao đây, tem sức đầy đủ, chỗ này nó có sức đó, đọc vẫn là đọc tháp, phen vẫn là phen Fuji, phen Fuji lỗi xếp cho nè, đây xử lý. Cái này thì đây bát Fuji đời cao luôn nha mọi người, bát Fuji đời cao cho ven. Cái này thì cứng 30 và 1m8, cây này của Korea xuất nhật, mã có tên nè đó. Dòng phen cực kỳ ok nha mọi người. Cái này là quẩy cá dính nha mọi người. Quẩy cá dính thôi. Phen ok. Cây này thì nặng 100g thôi. Đọt 1 ly 3. Cứng 30. Giá công khai là 700k nha anh em. 700k. Cây số 8. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây gần của Tika nha mọi người, Tika Green. Cây này thì carbon toàn thân, nó sẵn đây nè. Bu là bu chống sẵn nha nè, bu nguyên zin của nó luôn, bu Fuji. Rất đẹp nha nè. Bát nó đây, bát bát dặn nha. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Cây này thì phen là phen Fuji, phen Fuji, bu Fuji chống sắn. Cây này cứng 30 và 21 nha anh em, cứng 30 và 21. Anh em câu cha, câu chép nè, đánh cây này cực kỳ ok luôn. Anh em câu trên bè ghe, đánh cây này cực kỳ ok, cảm giác luôn. Cây này dài 1-2 ly, 21, nặng 170g. 170g, đọt ly 7 nha anh em, đọt ly 7. Cứng 30. Cực kỳ dịu nha anh em. Nó sẽ dịu nguyên cây cần luôn, vì đây hàng carbon nguyên cây. Đó. Sắn nè, đó. Cây này em lấy từ Nhật về anh em. Đó. Rất là ok nha anh em. Giá công khai là 650k anh em, cây số 9. Khúc móc này đẹp. Cực kỳ đẹp, cán bự. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần của Alpha Taco. Alpha Taco.
một hàng thương hiệu. Cây này anh phải tất cổ hàng của hàng Korea xuất Nhật nha em. Đó, mã code là tem đầy đủ. Cây này cứng mừng, dài 1m8. Cứng mừng dài 1m8. Phen bass thì Fuji hết luôn nha em. Phen bass Fuji. Keo chỉ thì đi cũng rất ok, còn mới mẻ luôn. Đó. Cán là cán máy cò, máy chèo còn rất là mới nha. Khá là ok. Phen anh em, phen Fuji nha anh em, phen Fuji lỗi xít đóng đen xử lý luôn nè. Thì cái này thì nặng 100g thôi, độc 0.9 ly, giá công khai là 650k anh em. Cứng mực, cứng mực nên nó rất là dịu nha. Đó, anh em câu cha câu cháp, câu hành. Đó, cháp hành thì rất là cảm giác luôn. Câu bến cảng, tàu thuyền ghè, tàu thuyền bè đánh cực kỳ phê mấy cái này. Test độ cứng cho anh em xem nè, nào bước một cái là công chữ C. Rồi, giá công khai cái này là 650k anh em. Cây sổ, cái số mấy trời, cái số mừng. Đó, ngoại hình còn rất là mới nha. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 là một cây hàng mà sơn giả trúc nha anh em. Ngoại hình cây này thì cực kỳ đẹp này. Bass là bass Fuji FX6. Đọt là đọt tháp. Phen là phen Fuji, bass bass Fuji. Ngoại hình cực kỳ ok nha anh em, sơn giả trúc cực kỳ đẹp luôn. Cây cần này của Ryobi nha anh em, cây Ryobi. Đúng không ta? Cây Ryobi. Cây này của Ryobi nha mọi người, đó. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Bát bát Fuji, anh em nhìn vô là sơn cực kỳ kỹ xảo luôn. Bát Fuji, phen Fuji nha anh em. Cái này thì nặng 150g, đọt là 1 ly. Độ cứng nó ra tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đọt 1 ly, cứng ra tầm khoảng 10-15. Hàng còn rất là đẹp luôn. Đây, nó đọt đọt tháp nè, nó quéo quéo cái đọt nè. Độ nhạy cực kỳ cao nha anh em. Đọt cực kỳ vũ nha. Té cho anh em kèm luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây cần số 11 giá là 750k nha anh em. Đó, hàng cực kỳ đẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 vẫn một cây giả trúc hàng nội địa nha anh em. Hàng này là chữ Nhật, em không biết cái gì luôn, Mata gì đó. Hàng cũng cực kỳ đẹp nha anh em. Cây này cũng là cây phen bass Fuji đầy đủ nha anh em, phen bass Fuji. Bass là bass Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Cây ngoại hình còn khá là ok á. Sao anh em xem. Sao cận cảnh luôn. Độ xuất sắc cũng rất là ít luôn. Sơn giả trúc nha anh em, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha. Đó. Cây này thì dài 2m1 nha mọi người. Cây này dài 2m1. Cây số 11 thì dài 1m8 thôi. Đó. Cây số 12 thì dài 1m1 nha anh em, dài 1m1, nặng 170g. Đọt 1 ly 5. Cứng nó ra tầm khoảng 20 nha anh em, 15-20 nha. Đây. Đọt nó dạng của đọt tháp á. Rất là nhạy cá. Độ búng khá cao á. Cứng tầm khoảng 15-20. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá là 750k nha anh em. Đó. Cây số 12 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 là một cây cần full hợp nha anh em, cây cần full hợp. Cây này thì dài 2m1, độ cứng là 8 nha anh em, dài 21, độ cứng là 8. Cái này dính keo quá. Dài 2m1, độ cứng là 8. Đọt là, để xem thông số xem.
21 đọt cứng là 8, đọt là 1.1 ly nha anh em, đọt là 1 ly 1 đó, phần hợp đó nó dán qua đơn lên đó nên rút ra nó chốc. Dạng cây này là cây Ryobi nha nè, Ryobi cái này của Korea, sức nội địa Nhật đó, độ cứng 8 và 21. Cái này sở hữu dàn phen là dàn phen chân cao đó nè, dàn phen là cho những cây lúa cho anh em ra cước nhanh nè đó. Đọt khá nảy, đọt vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt tháp đó, anh em có thể lấy cái này đi lùa gophi, lùa suối cũng được, rất là ok, nó phun hợp mà hình còn khá là ok. Bát Fuji, phen là phen Fuji đó. Cây này giá công khai là 750k nha anh em, 750k, cây số 13 hàng còn ok nha anh em, khá đẹp. Test được công nó, test phen cho anh em xem đó. Đó. Anh em câu lua cũng được, câu cảm giác cũng được, đánh bè thiền cũng ok, gọc cái càng đa năng. Tiếp theo sẽ là cây số 15. Cây số 15 sẽ là một cây càng đai hoa anh em, cây đai hoa Hachi. Cây này dài 2m4, ngoại hình đây nó có xuất sắc nha. Đó. Đọt là đọt tháp, phen là phen xít nha anh em, phen xít đọt tháp đang xử lý hết trơn nữa nè. Đang xì lì mà còn bóng lưỡng nữa. Đây lấy nét cho em xem. Ngoại hình cái này còn khá là ok, có xuất sắc bài điểm. Nghe một số anh em bảo là cây này phôi HX đó, HX với HZ đó, độ nảy nó khá cao á. Nó sẽ cong và cong nguyên cây cằn luôn nhà này ha anh em. Cong này uống hình chữ C được luôn á. Độ dịu khá cao, độ nảy khá cao á. Chút xíu nó mẻ phèn luôn. Đây, cây này thì nặng 130g. Nặng 130g, đọt 1 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 15-20 thôi. Đó, giá là 800k nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 15-20, giá 800k, hàng đài qua. Đó, hàng hệ nha anh em. Đây, nó uống hình chữ C nè. Phen bát Fuji, phen đề cao, bát đề cao nha anh em. Rồi, giá công khai là 800k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 15 nha mọi người. Cây nãy là cây số 14. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 vẫn là một cây hàng hệ của Daiwa nha anh em, hàng Daiwa. Cây này ngoại hình xuất sắc nhưng bắt được cao, bắt ra bên. Cây này dài 2m tốt, đọt cứng là tầm khoảng 20-30 nha anh em. Ngoại hình thì ok. Phen ok anh em. Phen thì có vài phen in đi keo lại nha. Đi keo lại chỉ thì chỉ nguyên zin. Đây. Giống như khúc này đi keo lại. Đó. Càng đi keo lại thì nó đi keo lại thôi. Cây này hàng của Korea, ship nội địa Nhật nha anh em, mà có đầy đủ thông số đầy đủ. Cây này cây cần hai chi dài 2m1, dài 2m4, cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, dài 2m4, cứng 20. Nó sẽ quéo cái đọt thôi đó. Anh em, cái đọt nó sẽ là đọt đặc, quéo cái đọt thôi. Đây, để cho anh em xem. Đọt nó khá nảy. Cái này nặng là 200g, đọt là 1 ly 1, giá công khai là 750k anh em, cây số 15, 750k. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cây cuối cùng, hai cây hàng hệ. Tiếp theo là cây số 16. Cây số 16 là một cây đai hoa hàng hệ nha anh em. Đai hoa hàng hệ, ngoại hình nó gốc này có hai xuất sắc tí nhưng phần anh trên nó khá đẹp. Bát là bát đời cao, bát có đai hoa anh em. Đây, hàng sẽ sắn hai da. Đó, cây này đai hoa Whisker, hàng nội địa Nhật. Cây này cứng 15, dài 1m8. Đó, cứng 15, dài 1m8. Hàng sắn ít hai da từ gốc tới ngọn. Hàng này nguyên zin anh em, nguyên zin từ A tới Z luôn. Đọt là
Đây, đọc là bu xếp cho nha nè, bu nó là bu xếp luôn. Đó. Ngoại hình còn khá là ok, ổn. Ổn áp luôn á. Sẵn hai da nha nè. Đây, bầu và mét. Bát là bát từ cao, bát dặn, bát của tay qua luôn. Đó. Cầm khá là nhẹ tay. Cái này nặng 100g, đọt 0.9 ly, độ cứng 15. À, giá 1 triệu anh em, cây số 16 giá 1 triệu. Đây. Khá là ok nè, đánh khá là nảy á. Rồi sang ghép thay da, carbon nè, carbon wicker nè. Khỏi bàn. Rồi, cây số 16 giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 17, cây cuối cùng, một cây hàng hệ của NFT. Cây này được hai đọt nha mọi người. Đó, cây này NFT, hàng nội địa Nhật. NFT nội địa Nhật. Cây này hai đọt nha nè. Carbon sáng chèm nha. Ngoại hình còn khá là sáng luôn. Cây này dài 2m1. Đọt vẫn là đọt thấp. Đó. Phen đề ba nó là sẽ là phen dạ quang nha mọi người, bu ok hết, hàng nguyên zin từ A đến Z, hàng khá đẹp á. Cây này thì dài 2m1, hai đọt. Nặng một đọt 0.9 ly á, cứng tầm khoảng 50, một đọt 1 ly cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đó, cái này nặng 150g, giá là 1 triệu mốt. Đây, hai đọt test cho anh em xem luôn. Đó, anh em tùy theo nên thích đến đọt nào anh em đánh. Đó, hai đọt cũng khá là nhiều. Đánh cảm giác cực kỳ ok luôn. Rồi, đó tổng cộng 17 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào có thể chốt để em xuống hỏi, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.